hết bánh mì rồi à? Anh bán cho tôi 3 cái bánh mì ạ. 3 cái bánh mì Ba Lan. 3 cái to à? Vâng, 3 cái có cái nhỏ nữa hả? 3 cái nhỏ à? Một cái to, 2 cái nhỏ được không? Được. To nhỏ. Thêm 2 cái to đi. Thêm 2 cái to. 2 cái to thì nhiều quá. 2 cái to nhiều quá, bác cho 2 cái nhỏ được thì tốt. 2 nhỏ 1 to ạ? Vâng ạ. Với lại làm hai to à, với lại bác có cái bánh nắp hầm không? Nắp hầm em làm lấy thôi. Vâng, lấy cái đừng có vỡ nhá. Hôm qua bị lấy cái vỡ đấy. Hai ạ, hai cái bánh. Vâng vâng. Đấy, gì? Nó còn nóng á bác nhỉ? Vâng, cảm ơn bác. Hai chiếc thôi mà bác. Nắp hầm à? Hai chiếc thôi. Hai chiếc à? Vâng. Hai chiếc thôi à? Vâng. Hai này nhiều quá. Ăn không hết. Ăn để nhớ lại cái ngày xưa. Năm gói 20.000 anh. Thế à? Thế một gói vậy. Nhớ lại cái thời ngày xưa ấy mà. Ngày xưa hay ăn cái bác, ông già, cụ già cho tiền để đi ăn sáng. Ăn cái bánh nắp hầm hai hào. Đưa cho bác 100 ấy. Dạ anh 60. Dạ vâng. Đúng chưa? Cảm ơn bác. Vâng.